vài câu thôi. Dạ xin mời anh. Tức là tôi thì chơi với ông Cầm cũng lâu rồi. Dạ. Mà tôi kém ông Cầm một vài tuổi thôi. Dạ. Thì tôi cũng biết nói chung với mấy người ở, nói chung thì tôi hay theo dõi nhưng mà tôi ít có lên. Nhưng mà vừa rồi dạ. thì tôi thấy có cái gì đó, anh Việt gì này ở bên Mỹ nói thì nó cũng giống Đan Mạch thôi. Dạ. Đan Mạch này này là mới cái bà trùm của thuế, bà mới ăn hối lộ, bà mới bị bắt đây. Dạ. Và hiện nay cái bộ phận chính phủ của Đan Mạch này này là nó cũng mới bị thanh trừng, tức là ăn hối lộ nó mới phát hiện ra. Dạ. Đấy, tức là trong chính phủ đó, mà cái xã hội của Đan Mạch nó chỉ có 5,5 triệu dân, nó rất là bình yên. Thế còn nói chung là cái cuộc sống của bên nước ngoài này này thì nó cũng na ná như bên Mỹ, nhưng nó không hơi sô bộ giống bên Mỹ. Dạ. Còn cái xã hội Việt Nam thì tôi cũng đã từng làm ở Việt Nam rồi, tôi làm chuyên gia ở Việt Nam cho bên Việt Nam yêu, và tôi cũng hay về Việt Nam, thì nói chung cái xã hội của Việt Nam mình ấy, nhưng mà mình không thể nào mà con mà mình chưa biết đi mà mình biết chạy được. Có dạ, đúng số à. Thành phần như cái thằng vừa rồi mà ở Nam Phan, nó ở Nghệ An ở đâu á. Dạ. Thì tôi muốn nói như thế này này, ở Việt Nam cũng có một số người mong đi ngoại quốc, thế nhưng mà khi đến sang đến đây á, này hối hận quay trở về không được. Và đừng có thấy chỉ một vài cái khía cạnh nhỏ của Việt Nam mà mình đi mình bôi bác cái đất nước của mình thì mình so sánh với nước ngoài không có được. Dạ chính xác rồi. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là có thể ở một số vài tình lệ, nhưng mà ở Việt Nam mình không thể nào mình bắt buộc là phải theo nước ngoài được. Mỗi một quốc gia nó đều có một cái luật riêng. Dạ đúng. Mình không thể nào mang cái luật lệ của nước ngoài mình áp dụng cho Việt Nam và Việt Nam áp dụng cho nước ngoài được, hoàn toàn là sai. Thế còn bây giờ mà mình cứ thấy một cái vài cái khuyết điểm nhỏ của Việt Nam để so sánh với nước ngoài, rồi lên đây để bày tỏ cái bất đồng tư tưởng hay bất đồng theo cái tội mà ba sọc hay là chống cộng hay gì là cái loại là chớn bỏ đi. Dạ. Đó, còn cái loại như còn bên tôi này này, là ở Đan Mạch, mặc dù nó không giống như bên Mỹ, nhưng mà ở đây á, là cũng có cái thành phần chống cộng, nhưng mà nói thật chứ tụi nó không dám lộn xộn. Lộn xộn là bên này thì mẹ đôi thôi là tôi đập bỏ mẹ luôn, chứ đừng có lại bố láo. Yeah. Còn mấy cái thằng mà ở Việt Nam á, mà không biết gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà đu càng đu nước, rồi nói tầm bậy á, thì cứ sang đây gặp mặt, hoặc là đợi về gặp mặt. Ở bên này nó cũng có một giang hồ, nó lôi nó đập bỏ mẹ luôn đó. Đây. Tôi này, thằng Việt Nam đầu tiên dám ở Đan Mạch này, đưa đoàn văn nghệ sang để trình diễn, nó nói tôi là chống cộng, là kia tao địt mẹ mày, thằng nào vô đây tao đập chết thằng đó, thì ở nó bố lao. Rồi nó dúi mẹ, nó cờ, nó giấu đi, chứ ở đó mà dám biểu tình với tôi hả? Mẹ bọn bố lao. Mà nhất là mấy cái thằng Việt Nam mà đưa ở Việt Nam mà cứ biểu hồ hùa theo để mà nói xấu chế độ, là lôi mấy thằng đó ra đập bỏ mẹ nó đi. Đúng rồi anh. Anh Lê Văn nói đúng bên. Nhưng mà chứ con nít biết mà biết cái gì? Có một cái á, em cũng bức xúc có cái này. Những người đó họ không có biết so sánh. Đúng rồi. Cái nước Việt Nam, người ta phải biết cái nước Việt Nam của mình nó đã trải qua như thế nào. Bây giờ đúng. Nó đã như thế nào? Số dân chúng ở Việt Nam bây giờ cái nó đông bao nhiêu triệu người? Trong khi đó giống như anh nói, bên Đan Mạch của anh á là chỉ có vài triệu người, mà cái đất nước Đan Mạch là một trong những cái đất nước kêu là rất là yên bình, yên bình phát triển, mà cái đất nước mà nó hiền, coi như là em kêu là nó hiền nhất trên thế giới đó, mà nó cũng ăn thối lộ thế này mà vẫn ra vậy. Nhưng mà cái mẹ nó chính phủ nó mới bị này, chính phủ nó mới bị này, cảnh sát cũng bị tóm cổ trục xuất cho khỏi ngành ăn hối lộ này, thằng nào không có. Ô mẹ nó cứ tào lao rồi, nó cứ ở Việt Nam. Những người đó họ chỉ nhìn, họ cứ nhìn ở Việt Nam thôi, rồi họ cứ ghi ở Việt Nam, rồi họ cứ so sánh tầm bậy tầm bạ, không có đúng. Đúng rồi. Nó chưa, có nhiều thằng nó chưa qua đây, rồi nó không biết sống đây, sống ở đây càng lâu mới càng thấy chán. Tôi năm nay là cũng 64 tuổi rồi, bây giờ là mong muốn để trở về mà cũng chưa đi được, tại vì cũng vấn đề về gia đình. Nhưng mà tôi thì thường về Việt Nam mà tôi cũng đã làm việc rồi. Mà nói thẳng luôn á, hồi xưa tôi ở Việt Nam năm 78-79 tôi cũng đã từng ở chiến trường Campuchia rồi. Đúng mẹ tụi nó không có sống qua cái gì, tụi nó không biết thì nó cầm cái mỏ nó bớt lại. Đó, bạn bè tôi chết đủ mẹ từ ở bên Campuchia như thế nào tôi đã từng chứng kiến, tôi đã từng thấy tất cả những cảnh đau thương hồi xưa rồi. Cho nên tụi nó cầm mồm đi, đúng mẹ sinh sâu đẻ muộn, nói toàn nói xạo không cả. Mới cả thứ hai nữa đó,
là cái tụi ở bên Mỹ, bên nước ngoài này này, nó chỉ ngồi đây, nó cào cào bàn phím, nó chửi, nó bới, nó moi, nó móc thôi, chứ thực tế nó không dám về. Và nó cũng không dám về Việt Nam để nói cái gì. Về Việt Nam đã từng bị bắt thì nó xin lỗi, xin hối lộ, nó sang đây nó lại xạo xạo. Chứ còn nó dám về, đứng ở Việt Nam mà dám nói không? Anh Hùng cái gì, đủ mấy tàu lao không ạ? Đúng rồi. Mẹ nó cho mình, cho đẻ nó ra, nó đứng ngoài đường, nó ăn, ăn đòn liền. Gặp tôi bên này là tôi cho nó cái mỏ, nó ăn trầu liền đó. Ở bên mạch này nó khác, ở bên Mỹ là không có sở thích thư kiện. Cả chớn ra kia nó chủ mẹ nó đánh đủ mẹ nó, má nó nhìn nó không ra luôn. Cứ toàn là hay so sánh cặp khiển và so sánh ngu dốt. Đúng rồi, tàu lao không à, đúng mẹ nó. Bởi tôi bực cái chỗ là mình cứ trên bảng này rồi nó nói chuyện thì nó giấu mặt. Yeah. À, rồi bắt đầu nó bấm ở trên này thôi. Chứ còn ra đây đứng nói chuyện ngoài tay đôi này. Mày ra đây, chú mẹ mày, ông nội, tôi cũng đến trước ông nội rồi. Ông nội mày đây này, chú mẹ đảm bảo mày luôn. Mấy thằng con tôi á, là nó đẻ bên này. Nhưng mà tôi dạy cho nó biết 4 năm lịch sử nó như thế nào. Dạ. Đó, Việt Nam từ xưa đến giờ đã bao giờ được thống nhất đất nước hòa bình chưa? Chưa có. Dạ. Đó, chỉ có Bác Hồ là dẫn dắt rồi bắt đầu đưa đến bây giờ mới được độc lập đây. Mà nó cứ đâm nó trọt, đâm vào cái mả mẹ nó ra lôi bỏ, đâm cái mẹ nó đi. Cái mấy thằng có đẻ đây nó chỉ sao sao thôi. Nó dám cái gì? Đừng có nói là gặp mấy người khác đi, gặp tôi đủ mày già rồi, tôi còn chút xíu máu tôi cũng chơi bức với tụi nó luôn. Thế bà mẹ tụi nó, ông già tôi á, là cũng gia đình tôi là cũng gia đình cách mạng, gia đình kháng chiến, chứ tôi không phải gì. Nhưng mà mình phải nhìn vào cái sự thật và rẽ phải, chứ không phải là mình ngồi lên rồi mình nghe nói đủ mẹ tào lao thiên đế rồi bôi bác nói xào xạo xào xạo. Bà mẹ nó về Việt Nam nó bắt thì nó xin lỗi, nó hối cải, nó sang đây nó xào xạo tiếp đủ mẹ mấy cái thứ đó mà nắm cổ ra đập sướng lắm. Mà lúc về Việt Nam á, thì ngoan như cún. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đủ mẹ về, mẹ thằng nào thằng đấy đủ mẹ chứng gái nó mất mẹ rồi. Nghe tới chuyện qua đây cái là nó lũ đạn, nó phang, nó trội, nó nói tùm lum bà la. Nhưng mà bên chắc này là... á, nó phang nó cũng tùy người thôi. Ở bên Mỹ nó khác, ở bên Mỹ dạ, nó khác. Chứ đúng còn nó mà nó phang phang ở đây mà. Ở đây mà bây giờ nó mạch này mà nói tầm bậy ra là đủ mặt cái mỏ toàn là ăn trầu không. Bà mẹ nó. Hồi xưa tôi làm năm đó tôi làm là cái hồi mà thời xưa tôi làm mưa bụi đó, cái đám Ngọc Sơn đi là nó biết tôi hết đấy. Tôi làm bên đây này, nó vác cờ ba que đến nó chọc, nó biểu tình. Vợ tôi nó hỏi, anh ơi bây giờ xử làm sao, xử cái con mẹ gì, cứ bắn vé đi, đụng mẹ nó vô thằng nào tôi xử thằng đó. Rồi nó dúi mẹ nó cờ đi, rồi được nửa chừng nó bảo, chứ chị ơi bắn vé nửa vé, tôi đâu bắn nửa vé đi, mẹ bắn đủ vé, còn nếu không cả chốt đập hết. Dúi mẹ nó cờ đi giống sọc sọc. Hả? Bán nửa vé là bán làm sao? Hồi xưa đó là mình xử nó là mình xử nó đủ mà theo luật giang hồ. Dạ. Tới thằng nào phá là xử thằng đó, có thế thôi. Dạ. Ừ. Xong nó năn nỉ, hát được nửa chương trình rồi nó năn nỉ, nó bảo là thôi bán vé, nửa giá. Tôi nói đéo có bán nửa giá được hết. Bán nửa giá. Bán nửa giá thôi. Dạ. Ví dụ mình bán 100 đô thì mình bán 50, tôi nói không có, đủ mẹ đó. Mày quậy thì tao xử theo quậy, mà mày muốn mua vé đàng hoàng thì trả đủ tiền, có thế thôi, không có cả chớn. Mẹ nó bọn nó bảo tôi là tuyên truyền chính trị, tuyên truyền cho cộng sản, cho nó dư luận quyền à? Bảo là dư luận quyền. Cái này thằng nào bố láo ở đây này thì mày gặp tôi này. Mẹ này là phải thay đổi xưng hô cho chào chú nha. Mà biết chú mấy hôm nay trên live mà thấy cũng không biết bữa nay mới nhìn thấy chú. À, thì nói chung là mình tôi nói thật tôi bận lắm, tại vì tôi hiện nay tôi đang làm, tôi ở Đan Mạch, hiện nay tôi đang ký cái hợp đồng làm bên nhà máy sữa bên Thụy Điển. Đó, một ngày 10 tiếng. Chủ nhật hôm nay đứng mình rảnh rỗi lên thấy, tại vì nãy cái thằng gì Nam Nam gì đó đồ mẹ Nghệ An nó bảo lão thiên đế, đồ mẹ bảo lão bố lão. Tụi nó dù hôm nay đang ngồi nói chuyện vui với ông Cầm với ông Phong hồi nãy, rồi thấy mấy người nhảy lên mình cũng vui vui chọc vài câu thôi. Nhưng mà hôm nay nói chuyện tào lao cho nó vui, mà gặp thằng này nó đâm hơi, mà đâm mới đủ tiền. Ủa má, ăn ở không mà tào lao không à. Bữa nào? Ví dụ người ta nói chuyện, anh em nói chuyện vui, thì nãy giờ thấy mấy anh em nói chuyện vui, thì mình cũng ngồi mình nghe, mình sướng sướng á. Nhưng mà có điều gặp mấy thằng âm binh, dù mà tự nhiên đâm hơi, nóng lắm chứ. Nhưng mà, nhưng mà bác Lê Văn nghe em kể chuyện bên Mỹ rồi, bác Lê Văn thấy nó có, bác xe thấy nó đúng không?
Đúng chứ, tại vì tôi không có, tại vì tôi đã từng sang Mỹ, tôi đi chơi ở Washington, rồi New York, rồi Virginia, đồ này, anh em bạn bè tôi bên đó đông lắm. Đấy. Biết mà. Bữa đang đi chơi ở bên Virginia, cái thằng bà chị bà nói mày đi chơi vô đây, hỏi chị đụng mày nó bắn mày hồi nào không hay giờ. Con nói không phải nói xin lỗi, nói chung là kêu mà cái đám mà bụi đời bên Mỹ đầy nhóc, tôi đi ở Virginia nó ngồi nó đánh bài thua hết, nó ngồi đi ra nó gặp mặt nó anh ơi cho em xin đô để ăn bánh mì sáng giờ chưa ăn, bảo chưa ăn thì kệ mẹ em chứ đủ đấy. Mẹ mày ông đói. Ôi vậy là đó là tôi nó thật. Bác qua bên Mỹ này là bác thấy hết mấy cái mặt trái của nước Mỹ của em rồi. Tôi đi hết mấy cái tiểu bang rồi, sòng bài cái gì tôi cũng đi hết, đi chơi hết. Tôi là cái thằng mà cũng là một trong tay quậy phá mà. Yeah. Nhưng mà có điều rằng là cái gì phải nói thật, đừng có đúng với sao sạo. Còn nãy giờ thấy Việt Oai nói bên Mỹ là tôi biết, tôi đi rồi, tôi đi nhiều rồi. Yeah. Tôi là đi làm chuyên gia, cho nên tôi đi nước này, nước kia, Covid thì ở nhà, bây giờ nó mở rồi tôi mới đi Thụy Điển. Yeah. Trước đây châu Âu là tôi đi gần hết rồi, Tiệp Khắc, Liên Xô, Liên Xiếc hay cái gì đó là tôi đi hết rồi, chỗ nào tôi đi hết. Yeah. Việt Nam tôi làm chuyên gia cho Vinamilk ở Việt Nam rồi, tôi đi ở bên đó cũng năm mấy rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Đấy, cho nên thì, là em thì cũng lên trên đây chia sẻ với mấy anh em trong thơ quán với bắt cầm đồ này kia thì em thấy sự thật nó ở đây như thế nào thì em chia sẻ nó vậy chứ. Đúng rồi. Mình nói là mình phải nói cho đúng, tại vì em cho nên là em bức xúc có cái cho là nên là nhiều người lên rồi mà nó xuyên tạc, nó nói tầm bậy tầm bạ, mình nghe mình bực. Không mình. Phải, cho nên là bởi vậy tôi mới nói vậy này, ở Việt Nam á thì mình cũng đã từng về, mình đã từng làm việc và tiếp xúc các nhân vật ở bên đó thì mình cũng hiểu rồi. Cho nên là cái Việt Nam á, mình không thể nào mình bắt buộc rằng là phải nó như thế này, phải nó như thế kia, cái gì cũng vậy, phải cho người ta cái thời gian. Dạ đúng rồi. Đó, mình muốn xử lý cái việc này mình phải cần có thời gian, chứ không phải là mình bảo là hôm nay như thế này, ngày mai là phải bằng người ta được, không được. Dạ. Tại vì phải từ từ, cái thứ nhất, cái thứ hai, nó còn cái luật lệ, cái chính quyền hoặc bất cứ một cái gì đó, người ta cũng đang từ từ người ta cải tiến. Đấy, dạ. Ví dụ như chẳng hạn như mình lấy từ cái bằng lái này, rồi từ cái thẻ căn cước này, rồi từ chứ không phải là mình bắt buộc một cái là theo Tây là theo không được. Dạ. Đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nữa là mình đừng bao giờ mình so sánh cái luật pháp của Việt Nam và cái luật pháp của nước ngoài các cái. Ở bên này đúng như Việt Phai nói, cũng có nhà tù con nít ở đây có nè, chứ không phải là không có, nó mạch ra. Đó, hoặc là nó đưa vào những cái chỗ nó gọi là cái chỗ mà giống như cải tạo con nít. Đó. Đó. Từ 10 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi, 16 tuổi. Đó. Còn nói ra giống như là nói cho Trung nghe hồi nãy đấy, có nhiều cái vấn đề là nói ra ở Việt Nam người ta không tin. Yeah. Nhưng mà đây nó sự thật. Tức là sao? Tôi đã từng thông dịch cho trung thịnh viên cho nhà tù. Ở Việt Nam làm gì có cái nhà tù nào mà nó đi tù mà bắt cảnh sát phải đi chở gái vào cho nó chơi. Nhưng mà Đan Mạch có. Đan Mạch có. Ở bên Mỹ có nhiều lắm mà. Ừ, mà ở Việt Nam cũng đâu có cái vụ mà cái thằng xì ke mà chính phủ nó phải nuôi cái người để chích xì ke cho nó. Đấy, tại vì tôi mới hỏi nó, tôi đi thông dịch tôi hỏi nó tại sao như vậy, nó bảo tại vì không chích cho nó, tại vì chích cho nó thì nó bao chết. Còn nếu mà không chích nó ra ngoài nó cướp. Cái đó là cái sự thật tại Đan Mạch. Tức là mình, nó bảo là chích, tại vì chích cho ngày 1-2 năm nó chết, nhưng mà bây giờ mày không chích cho nó, mày bỏ ra ngoài đường nó đi ăn trộm ăn cướp thì cũng chết mẹ luôn. Đấy. Đây là có chứ không phải là không có. Thế nhưng mà ở Việt Nam, ví dụ như bảo là ở Việt Nam cảnh sát có hối lộ hay không hối lộ, tôi từng chạy xe ở Việt Nam, tôi bị cảnh sát quát vào luôn. Nó chào tôi xong nó hỏi chú biết lỗi. Lỗi của tôi rõ ràng, tôi đi ra tôi không bật xi nhan. Thì cái đó là cái rõ ràng thôi. Cái đó là tôi chấp nhận lỗi của tôi, tại vì mình chạy xe bên này mình biết rồi, cái đó là cái luật. Còn cái chuyện mà tôi có cho ông cảnh sát đó hay không này, tôi bị phạt 1 triệu, tôi cho nó 200 ngàn, tôi đi mẹ đi. Thì tại tôi hối lộ chứ đâu phải tại cảnh sát đó đòi. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Đó. Mình phải trách người ta thì mình phải hỏi, hãy hỏi lại mình đi. Ông không chạy bệnh, rồi ông cũng năn nỉ chết mẹ luôn, xong ông năn nỉ cho người ta đá, xong cuối cùng ông lên ông nói người ta ăn hối lộ. Ông là tiếp tay mà. Đó, cho nên là, nhưng mà cái thằng hồi nãy là cái thằng đâm hơi, đúng mà cái thằng chó đẻ nó đâm hơi. Nó muốn chọc phá anh em mình đang ngồi nói chuyện vui, nó muốn chọc phá đó, nó tào lao đó, nó nghe nó ghét, nó tào lao. Không, nhưng mà thực ra thì nói nghiêm túc anh bác, em cũng cảm ơn hắn, bởi vì nhờ hắn thì mới mời được anh lên live.
để anh đưa ra những quan điểm nó rõ ràng hơn cho mọi người không thấy phải, cái đó nó cũng hay. Mình, dạ. Mình không thích, không phải là mình không thích gì, nhưng mà nói chung là mình cũng không thích ồn ào với người công chúng. Dạ. Để kia nọ. Chứ còn nói ra thì nó nhiều cái vấn đề lắm. Dạ. Chứ không phải là không có, nhưng mà nhiều khi mình cũng muốn lên nói dốc đấu láo lắm ấy, chứ nhiều khi rồi em út rồi con cháu rồi ở bên Việt Nam ấy, thì nói thật là từ cái miếng đồ ăn ngoài lề đường cũng thấy ngon. Dạ. Lấy gặp anh em vui vẻ như vậy ai mà không thích. Dạ. Nhưng mà chẳng qua là mình tính thôi, chỉ đóng quá rồi bất công tôi lên rồi lớn tuổi rồi lên rồi mấy đứa nhỏ nó bảo là ông này ông lên chửi bậy quá, hồi xưa có Hùng chọc ở bên Mỹ đó thì mình cũng hay lên nói chuyện với nó rồi John rồi những cái nọ, nhưng mà tại vì tính mình cũng nóng đó cho nên là mình hay chửi bậy rồi. Dạ. Nhiều khi mấy đứa tên nó bảo là ừ trời mẹ chú bác gì đâu mà ông ấy mẹ dùng từ Đan Mạch nhiều quá thì thấy nó kỳ. Không chứ còn gặp với em đó thì à thế ta đang ở Đan Mạch mà không phải thế, nhưng mà tại vì nó khổ cái chỗ là tính mình nóng, thà mình gặp nó ở ngoài mình nắm cổ mình đập bảo mẹ đi đụng mẹ nó đánh không được thì mình cũng ấy nhá. Mình cũng phát lại mình đập nó, nhưng mà có điều là tức ở trên mạng mình không làm gì được á, tức quá mẹ nó chết chửi hoài ấy. Mới cả thứ hai là mình cũng hơi bị đẹp trai ấy, nên nhiều khi rõ ràng cái này xác nhận nè, đẹp trai hơn ông Cầm nhiều. Ông Cầm xấu quắc mà ông còn lên like hoài, nói là ông cầm ông ấy không dám gặp mình ở Việt Nam, ông ấy không có cửa đâu, tại vì ông không có cửa ông, bởi ông trốn hoài à. Đúng rồi, ông sợ bị xấu hàng á. Chứ còn tôi thì về Việt Nam thì tôi giao lưu nhiều lắm, tại vì nói chung là cũng có quen biết nhiều. À. Với hai nữa là 64-65 tuổi rồi, chứ tôi về Việt Nam là tôi hay xách mô tô đi chung cái băng mô tô đi chơi hoài à. Cũng dạ. Nói chung sức khỏe vẫn còn ok. Dạ. Đó, cho nên ấy. Ngon hơn chú Cầm nhiều, từ dù sao rồi uống sữa mà. Còn ông Cầm không toàn là ông đi ăn cái gì không à, ông sao bằng anh. có điều là hồi tháng 3 này cũng mới về bên đó một tháng. À. Nhưng mà mình thì tại vì hồi tháng 3 vừa rồi là đi tour đi chơi với mấy đứa đi thường thường là đi băng mô tô ở Sài Gòn hơn. Đi cái băng mô tô phân khối lớn à chú? Đi ở thì mình chưa nào là mình chơi ở đây không à, Harley Davidson á. À. Hồi năm 2009 cũng đã chạy một chiếc, rồi bây giờ mới về lấy chiếc bách cao nữa thì cũng có hơn 1.800 phần khối để cũng chạy đó. Yeah. Rồi, tuổi như chú mà chạy xe phân khối lớn là cũng ngầu, cũng khỏe đó, chú có sức khỏe tốt đó. Dạ. Vâng, anh lại băng nói chạy hạt lay mô tô để cho em khoe anh em một tí xíu, anh biết cái này cây hàng này không nha. Ờ. Chạy em tí xíu. 37 đạt. Ừ, má sực xạo. Trong cái quên lấy cái chìa khóa. Có cơ hội gặp bác Lê Văn thì đi phượt đâu có lý à. Được, ok, về Việt Nam là vô tư. Ba xe bạc lấy gì, có con yên một à, đủ có yên đéo, có yên sao, sao chở. Có ông đòi, có ông đòi. Cái quan trọng nhất là ông có dám ngồi sau không à. Đủ hát, tao lấy gì, trời xe địch tao buộc mày lại dính với tao là tao được ngồi. Bác Lê Văn cái... thấy em này được không? Coi nó hơi nó rõ xíu. Hình như là nó bị sóng yếu. À đây đây, à thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Set up hết, không có gì. Sao lại nhìn giống cái chiếc su quá vậy? À Harley Davidson, chiếc này rồi. Biết rồi. Biết. Trời ơi, đồ bá thua chiếc tao, đụng á, không ra quay là con lành. Đúng rồi. Dạ thôi, con chào Quốc Tâm, chú Bắc và chào anh Việt Thai nha. Tại con có việc á, con xuống trước một xíu. Rồi, ok. Rồi để anh thân hay anh nào đó lên chơi, dạ. Rồi, ok con. Bữa nay hơi dữ rồi nha, lại hơi nhiều. Đóng hay đến người kết luôn. Thể thao mà cho chó được không ăn thì gặp sao mà gọi là
chiếc này nó kêu là Virat đó anh. Biết rồi, biết rồi, chiếc này vì chiếc này mình có thử rồi, nhưng mà chiếc này là mình ngồi không có được, cho nên là không có mua chiếc này. Thì nó có tiền, cái tay chiếc này thì giống như anh đó, thì anh ngồi lên nó không có thoải mái đâu. Đúng rồi, chiếc này ngồi thử rồi, Việt Thái ơi. Dạ. Hồi xưa là mình thử chiếc này, mình mua chiếc này, nhưng mà có điều là không được, ngồi không được, nên là không có thử. Chiếc này nó giống như là nó cũng là nhưng mà nó cũng là sport. Đúng rồi, chiếc này mình biết mà, chiếc này mình có chạy thử rồi. Còn mình hiện nay mình đang chạy chiếc breakout em thích lắm á. Ừ, đó. Chiếc breakout á, cái bánh nó ở đằng sau á là 240, là nó giống cái bánh của em á. Rồi, nhưng mà mình đổ rồi, cái máy cao, cái máy của mình là 260. Không, 260. Ta nói nha, 260. Ừ. Nói chung là ok lắm, rồi mà mình ghiền mà, ghiền cái này mà. Break out, chạy đạp. Có nằm suy nghĩ không? Ừ. Với lại Milo có nằm suy nghĩ lại mình. Ôi, về Việt Nam kiếm chạy chiếc mấy anh em lâu về chạy chơi. Chiếc về luôn ở chạy trước. Tụi bay xạo không mà đủ quá. Tụi bay hai thằng bay á, một thằng già, một thằng trẻ. Tụi bay có chiếc không đâu quay. Tụi có chiếc không ra quay giống tao không? Chơi không lại chiếc quay của bác Cầm. Ông Cầm ơi, ở Việt Nam tôi cũng có chiếc quay, ông Cầm ơi. Ừ. Anh Rồi. Anh Lê Băng biết á, em về Việt Nam mà hồi cái thời mà cái chiếc xe Future á. Ờ. Ồ, em mua chiếc Future mà em để tới giờ. Ờ, giờ hả? Em xin bày bày. Chiếc Future mà cái chiếc ở Việt Nam anh có một chiếc Future để cho thằng em nó chạy, rồi một chiếc quay, nhưng mà nó cũng cũ lắm, mà chạy để em chạy tàn tàn đi chợ để đi chơi được đấy. Có gì anh em mà anh là tên Bắc. Dạ anh Bắc. Ồ, dạ anh Bắc. Nhưng mà ba thì Nam má Bắc, mà ba thì quê Bạc Liêu, gốc Bạc Liêu. Em thì quê ngoại em là Bến Tre, mỗi cái Bến Tre, ba em là Phú Thọ. Em không có chọn các em ở Bến Tre. Bến Tre, một gái Bến Tre là đi dễ khó về đó. Em dạ. Ông miền Tây thì miền Tây thì anh dành lắm, tại vì hay về quê ba. Bán tài sản ở đây. Dạ. Nhưng mà em sinh đẻ lớn lên thì ở thành phố. Sao em? Anh biết tại sao em nghĩ đi cộng đi Pháp không? Tại ở đây em. Nhà thì anh thì nhà ở ba nhà ba ở Phú Lão á. Dạ. Phú Tây á, bây giờ anh cầm đóng tiền không ạ? Bây giờ nói trên nhà nào? Nhưng mà sau này rời nhà lên Thanh Đa. Dạ. Thanh Đa vui chứ. Ừ. Cho nó cũng gần mé sông, nó ở nó mát chứ. Dạ. Qua bển mà mình. Chứ Sài Gòn ở dưới chỗ nhà, nhà trong hẻm dưới cũng là nó chật lắm. Ủa vậy anh qua bển, vợ em là em cũng làm đứng nhau rồi. Ở Copenhagen hả? Không, Copenhagen thủ đô, anh ở khoảng giữa. Khoảng giữa, dạ. Ở cái thành phố này nó gọi là thành phố Singapore. Nó giống như là cái phát âm của nó giống như là Singapore, giống như Singapore vậy. Tên gia đình em ở bên phát âm của nó. Mà gia đình em á, cũng chơi 1 triệu mà. Rồi sao anh ở bên đâu giờ? Ví dụ mà chiến tranh Liên Xô với Ukraine, sao anh đồng? Nói tổng lắm 1 triệu em mà em không quay lại. Cái vụ mà khí đốt đồ này kia thì sao? Nó có ok? À bên Đan Mạch thì nói chung á. Bên Đan Mạch nó bị ảnh hưởng nhưng mà chút thôi, tại vì Đan Mạch nó không mua khí đốt trực tiếp qua bên Liên Xô mà nó mua qua bộ Đức. Mà anh so sánh hay sao biết không? Bộ Đức thì bị Đức nó ảnh hưởng thì coi như là bên Đan Mạch cũng bị ảnh hưởng, nó không gọi là quá coi là quan trọng, tại vì cái khí đốt của Đan Mạch nó mua của Đức ít lắm. Dạ. Nó mua của Liên Xô ít lắm, nói chung có dính chút xíu thôi, nhưng mà đương nhiên nó cũng có ảnh hưởng. Dạ dạ dạ. Nó vẫn bị ảnh hưởng, thì nói chung là vật giá đồ này nó cũng tăng khoảng rồi thì nó cũng lên. Nhưng mà nó không đến nỗi nào gọi là nó trầm trọng bằng mấy cái nước khác. Tại vì Đan Mạch này thì nó vấn đề mà nó thực tế của Đan Mạch nó yên bình lắm, nó không ấy. Thì Đan Mạch nó hiền mà. Ờ, dân hiền lắm, dân ấy lắm. Ờ, bôi củi rồi mày ơi. Bôi củi. Bôi củi. Vô bác cả lo cái thân của má đi cho tụi bây giờ về này nữa rồi quậy đi rồi đủ đấy, đâu có tiền đâu có đầu bỏ đâu trả thì trả tính sao đủ
ông về xong đủ mấy ông làm giấy xin visa đi, không phải visa của chính phủ đâu mà visa của bà đó. Tôi xong cái kế hoạch này xong đó là tôi bay Việt Nam, tôi bay Việt Nam đó. Mệt quá. Rồi bắt cầm với thôi bây giờ cũng tất cả cũng lâu quá rồi, thôi giờ tất cả mọi người chào mọi người nha, mình kết thúc cái live này đi. Ok dạ ừ. Rồi, ok vậy tôi đi. Xuống tôi cũng đi đây, tôi cũng bắt đi với thằng bạn đây. Rồi ok rồi chào tất cả mọi người á. Rồi chào mọi người đi. Rồi.